và xem video của mình. Hôm nay mình sẽ đi tham quan một khu vườn cây giống hoa hồng. Đây là một vườn cây giống hoa hồng cổ Sapa. Thì đặc điểm hình thái của cây hồng cổ Sapa là hồng cổ Sapa, như các bạn có thể thấy, thuộc dạng cây có thể làm thân chi và thân bụi được. Có chiều cao trung bình từ 2 đến 3 mét nếu cây phát triển lớn và to. Còn đây là những cây hoa hồng cổ Sapa mới được tầm khoảng mấy tháng tuổi. Những cây này thì mới trồng được tầm khoảng 6-7 tháng tuổi. Tùy vào môi trường sống thì cây hoa hồng cổ Sapa sẽ phát triển tốt. Thân hồng cổ Sapa có nhiều gai, lá các bạn có thể thấy phần đầu nhọn dần và có màu xanh tươi. Viền ngoài có răng cưa. Hoa hồng cổ Sapa thì có màu phớt hồng. Đây là những cây hoa hồng cổ Sapa đang được đào tạo làm thân chi. Những cây hoa hồng cổ Sapa này lên chậu thì cũng rất chi là đẹp. Xung quanh gốc đang bật rất nhiều những mầm gốc ở dưới, chứng tỏ cây đang phát triển rất tốt. Cây hoa hồng cổ Sapa này đang được trồng trên nền đất ruộng nên phát triển khá chi là tốt. Cây hoa hồng này nếu mà phát triển tốt thì phát triển rất chi là nhanh các bạn. Ra hoa rất chi là đẹp. Là giống hồng cổ có cánh kép, mỗi cây đều có rất nhiều hoa. Hồng cổ Sapa chủ chỉ có màu hồng hoặc màu phớt tím. Tùy vào thời tiết thì độ màu của nó sẽ khác nhau. Hồng cổ Sapa có mùi hương rất cuốn hút, thanh nhã, làm mình khá chi là thích hít hương thơm của hoa hồng cổ Sapa. Hoa hồng cổ Sapa thì khá chi là được nhiều người ưa chuộng vì rất cây rất dễ trồng và dễ chăm sóc, nên được nhiều người trồng. Và đặc biệt là những người mới chơi hoa hồng chưa có kinh nghiệm thì cây hoa hồng cổ Sapa chính là những cây hoa hồng mà những người mới chơi cần trồng vì chưa có kinh nghiệm. Vì đặc điểm của cây hoa hồng cổ Sapa là có tốc độ sinh trưởng khá chi là nhanh và mạnh, ít sâu bọng, phù hợp với cả khí hậu và có nhiệt độ tương đối thấp, có độ ẩm cao, ra rất chi là sai hoa, có thể ra hoa quanh năm nếu được chăm sóc đúng cách. Nếu nói về tuổi thọ của hoa hồng cổ Sapa thì có tuổi thọ rất cao, có thể lên tới hàng chục năm tuổi, rất chi là bền vững, tha hồ cho chúng ta đam mê. Thì hoa hồng cổ Sapa là loài ưa lạnh, nhiệt độ thấp nhưng chủ yếu phân bố ở các tỉnh có khí hậu mát mẻ như các tỉnh miền Bắc như Sapa hoặc là Sơn La. Đối với cây hoa hồng cổ Sapa thì thuộc loại cây khỏe, có sức sống khá dẻo dai nên không cần yêu cầu quá cao về kỹ thuật chăm sóc. Chỉ cần có một giá thể tốt thì cây sẽ phát triển tốt. Thì cách chăm sóc cây hoa hồng cổ Sapa là chúng ta cần tưới nước sau khi cây bắt đầu mọc chồi và cần tiến hành tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm trong quá trình cây phát triển và sinh trưởng.
Thì về cách bón phân cho cây thì trong năm đầu tiên chỉ cần chúng ta bón phân đạm hoặc phân kali cho cây phát triển mạnh. Các bạn nên bón cách nhau mỗi đợt từ 2 đến 4 tháng. Từ năm thứ hai thì chúng ta có thể cải tạo đất và tiến hành bón thúc cho cây nhiều hơn thì cây có mới có thể đậu hoa và phát triển khỏe mạnh. Thì khi chơi cây hoa hồng cổ và đặc biệt là hoa hồng thì mọi người nên ưa chuộng và sử dụng những phân hữu cơ thì rất chi là tốt. Cây hoa hồng thì chúng ta đặc biệt là phải tỉa và bấm cành, vì hoa hồng cổ Sapa phát triển rất nhanh, gây ra rất nhiều cành, vì vậy cũng cần thường xuyên tỉa bớt những cành bị sâu thừa nhỏ, chỉ để lại những cành chính để chất dinh dưỡng tập trung nuôi cây. Khi cây ra hoa cũng cần lựa chọn giữ lại những bông đẹp to, cắt bớt những bông nhỏ hoặc bị sâu bệnh đi. Thì phòng trừ sâu bệnh thì giống như các loại hoa hồng khác, hoa hồng của Sapa cũng rất dễ mắc một số loại sâu bệnh như dẹp, xoăn lá, trĩ, vì vậy phải kiểm tra thường xuyên để có thể phát hiện và phòng trừ cho cây. Thì hôm nay mình cũng quay cho các bạn xem một vườn giống cây hoa hồng của Sapa. Thì video của mình cũng kết thúc tại đây. Nếu các bạn và mọi người thấy hay, cho mình xin một like và đăng ký một chia sẻ kênh. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.